Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng, năm 2022 chắc chắn giàu lên chóng mặt. Xin được mến chào quý vị khán thính giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, tại sao chúng ta lại cần phải xem tử vi cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần? Bởi do vận khí của con người mỗi năm mỗi khác, cứ mỗi năm thì sẽ khác nhau và sao chiếu mệnh cũng sẽ khác nhau, cho nên là số phận con người, số mệnh con người mỗi năm cũng khác nhau. Xem tử vi cho tuổi Giáp Tý nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần thì bạn có thể nắm bắt được những khó khăn cũng như là thuận lợi của mình trong năm nhâm dần. Có thể nói, tử vi cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng năm 2022 nhâm dần là phần đã được định sẵn. Tuy nhiên, với mỗi cách nghĩ và cách tiếp cận khác nhau thì sẽ mang đến những kết quả khác nhau. Và đó cũng chính là phần bất định. Chính vì lẽ đó mà tử vi của những người sinh năm 1984 nữ mạng năm 2022 nhâm dần có thể giống nhau, nhưng kết quả của mỗi người cũng có sự khác nhau. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết cho tuổi Giáp Tý nữ mạng trong năm 2022. Và qua phần luận giải này thì thầy Gia Cát cũng chỉ rõ cho quý vị về bức tranh hung cát toàn cảnh cho những người sinh năm 1984 nữ mạng, và từ đó thì quý vị có những bước đi đúng đắn trong cuộc đời. Đồng thời, thầy Gia Cát cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải tử vi cho người tuổi Giáp Tý trong năm 2022 này. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, năm 2022 nữ mạng, sự nghiệp đỏ hơn người. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, năm 2022 nữ mạng. Năm 2022, nữ Giáp Tý sẽ gặp hung tinh thiên cẩu và điếu khách, người tuổi Tý phải lo lắng cho sức khỏe của mình. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, năm 2022 nữ mạng. Tử vi tuổi Giáp Tý 1984, năm 2022 nữ mạng, hung nhiều hơn cát, nửa vui nửa buồn. Năm nay Giáp Tý 38 tuổi, vận trình của nữ mệnh trên các phương diện đều có sự trái chiều. Giáp Tý năm 2022 không phạm hạn thái tuế, bạn có cát tinh bát tọa hộ mệnh. Vị cát tinh này sẽ trợ giúp rất nhiều cho sự nghiệp, tài lộc của Giáp Tý. Nhưng bên cạnh đó hãy cẩn thận với hung tinh. Năm 2022 có thiên cẩu và điếu khách là những hung tinh sẽ đánh vào sức khỏe và túi tiền của bạn. Bởi thế, cho nên những gia chủ tuổi Giáp Tý nữ mạng cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi. Năm 2022 nhâm dần do Thái Tế Tinh Hạ Ngạc Đại Tướng Quân cai quản, mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón ngài, tỏ lòng thành kính với ngài. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Tử vi sự nghiệp của Giáp Tý năm 2022 trông cậy nhiều vào cát tinh bát tọa, đặc biệt đối với một số người đang làm ăn kinh doanh, bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân trong năm dần, tài lộc có phần khởi sắc với sự giúp đỡ quan tâm của quý nhân. Vì vậy, năm dần có thể sẽ là một cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời cho người tuổi Chuột. Nếu nữ tuổi Chuột biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn vận trình công việc của bạn sẽ rất thăng hoa trong năm này. Tài lộc đánh giá 3 sao. Trong năm nhâm dần 2022, nữ Giáp Tý 1984 sẽ có đường tài lộc ở mức trung bình khá. Mặc dù sự nghiệp của người tuổi Tý trong năm nay phát triển khá tốt và gặp nhiều may mắn, nhưng vì sức mạnh của ngôi sao hung tinh quá lớn, các bạn không nên coi thường. Đặc biệt là dưới sự tấn công của thiên cẩu, người tuổi Tý kiếm được nhiều tiền nhưng cũng tiêu tiền rất nhiều. Bạn thường bị hao hụt tiền bạc, rò rỉ tài sản do tiêu xài hoang phí hoặc là chi tiêu sinh hoạt quá mức. Không chỉ vậy, về phần của cải, người tuổi Tý cũng có thể thất bại trong việc đầu tư vì nhẹ dạ cả tin. Vì vậy, khuyến cáo người tuổi Tý nên chú ý hơn đến khía cạnh này để tránh tiền mất tật mang. Vậy nên để cải thiện con đường tài lộc và sự nghiệp, những gia chủ tuổi Giáp Tý cần phải luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình để được thần Phật che chở, khai sáng con đường tài lộc và sự nghiệp của gia chủ tuổi Giáp Tý. Tình cảm đánh giá 5 sao. Vận trình tình cảm của nữ Giáp Tý trong năm nhâm dần khá bằng phẳng. Trong năm nhâm dần, tình cảm của người tuổi Tý không bị các hung tinh quấy phá nhiều, nhưng đồng thời lại thiếu các sao may mắn trợ giúp, cho nên tình cảm phát triển tương đối chậm, không có biến lớn nhưng cũng sẽ không có bước đột phá.
Những bạn nữ ở tuổi này còn độc thân, mặc dù bạn bè và người thân thường ra sức giới thiệu và mai mối nhiều đối tượng, nhưng do bạn kén chọn và không biết nắm bắt vận mệnh cho nên thường bỏ lỡ những cơ hội tốt. Những người có người yêu hoặc bạn đời rồi thì vận trình tình cảm sẽ tương đối lạc quan. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy khá ổn định, về cơ bản sẽ không có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống gây nguy hiểm cho mối quan hệ của bạn. Mối quan hệ xã hội của nữ tuổi Tý trong năm Dần không tệ. Trong năm nay, dưới sự phù hộ của bát tọa, ngôi sao may mắn, người này mở rộng mối quan hệ ngoài xã hội và có thể gặp được một số người bạn tâm giao trí cốt, hợp ý hơn trong cuộc sống. Không chỉ vậy, tinh thần rất hào phóng và đàng hoàng khiến cho bạn thường được người khác đánh giá cao và kính trọng. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Giáp Tý 1984, năm 2022 nữ mạng, mặt sức khỏe đáng lo ngại hơn năm cũ, bị sát tinh điếu khách đeo bám. Người tuổi Tý không chỉ dễ mắc bệnh tật trong năm Dần mà thậm chí còn có thể gặp nhiều tai nạn thương tích. Vì vậy, người tuổi Tý cần phải chăm sóc thân thể thật tốt, đồng thời cũng phải chú ý đến những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra xung quanh. Đừng tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Với mệnh chủ tuổi Giáp Tý nữ mạng, trong năm Dần 2022 cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Pháp khí có tác dụng hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường sức khỏe và tài lộc cho gia chủ tuổi Giáp Tý. Hung cát. Năm 2022, nữ Giáp Tý sẽ gặp hung tinh Thiên Cẩu và điếu khách. Người tuổi Tý sẽ phải lo lắng cho sức khỏe của mình, nếu không sẽ dễ bị thổ huyết và tốn tiền nằm viện. Cát tinh mà bạn gặp được trong năm nay là có bát tọa, nó sẽ giúp đỡ người này trong sự nghiệp, công việc phát triển vượt bậc. Tử vi hàng tháng. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, năm 2022 nữ mạng, từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, đánh giá 5 sao. Vận trình tài lộc khá tốt trong tháng đầu tiên của năm mới, nhờ thiên thời địa lợi, tuổi này làm ăn rất phát đạt trong tháng 1 âm lịch, không chỉ sự nghiệp hanh thông mà còn nhận được nhiều niềm vui bất ngờ trong chuyện tiền bạc. Đó có thể coi là một dấu hiệu tốt, vạn sự khởi đầu năm. Mong rằng tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn trong những ngày tới. Tháng 2, đánh giá 5 sao. Mối quan hệ cá nhân của Giáp Tý trong tháng 2 rất thuận lợi. Nhờ cát tinh bát tọa, tuổi này sẽ có cơ hội làm quen với một số người có địa vị trong xã hội nhờ cầu nối của người thân, bạn bè và mối quan hệ cá nhân của họ. Vòng kết nối xã hội cũng có thể được mở rộng. Điều này giúp ích rất nhiều cho sự phát triển sau này của bạn. Vì vậy, hãy tận dụng giai đoạn này để tạo bàn đạp cho bản thân sau này nhé. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Tháng 3 là tháng của sự nghiệp của Giáp Tý. Tháng này, bạn có cơ hội nhận được rất nhiều cơ hội nghề nghiệp nhờ được quý nhân phù trợ và dễ dàng thăng tiến. Đặc biệt, những bạn đang kinh doanh sẽ có cơ hội mở rộng quy mô hoặc là thương lượng với khách hàng đối tác tiềm năng. Trong tháng 3, đây chính là sự hợp tác quan trọng. Điều này rất hữu ích để bạn cải thiện hiệu suất của mình trong tháng này. Tháng 4, đánh giá 4 sao. Giáp Tý tháng 4, mọi mặt đều đạt điểm trung bình khá. Trong tháng này, tuổi Giáp Tý không bị hung tinh quấy phá nhiều nên cuộc sống vẫn yên ổn. Nhưng vì ảnh hưởng bởi tiết thanh minh cho nên bạn sẽ hơi chán nản hoặc là bối rối trong cuộc sống. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn hãy nghỉ ngơi nhiều hơn một chút và bớt lo xa. Tháng 5, đánh giá 2 sao. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh Thiên Cẩu, người tuổi Giáp Tý có khả năng bị phá tài trong tháng này. Đặc biệt, do chi tiêu quá đà, tiêu dùng không kiềm chế cho nên sẽ dẫn đến hao tốn tiền của. Vì vậy, người tuổi Tý nên học cách tiêu dùng trong cuộc sống, sử dụng tiền một cách hợp lý và đừng quá xa hoa, lãng phí. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Mối quan hệ cá nhân của người tuổi Tý khá tốt trong tháng này. Mặc dù thời tiết tháng này tương đối khắc nghiệt, nhưng bạn cũng tràn đầy năng lượng tích cực và ít khi bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài hoặc các sao xấu. Tháng 6, Tý có cơ hội thảnh thơi, được đi du lịch, nghỉ ngơi. Đồng thời bạn cũng có cơ hội gặp gỡ một số người cùng chí hướng trên hành trình của mình. Tháng 7, đánh giá 5 sao. Vận trình sự nghiệp của Giáp Tý 1984 khá tốt trong tháng này. Nhờ có ngôi sao may mắn bát tọa, cho nên hiệu quả công việc của người tuổi Tý được cải thiện khá nhanh, thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ sếp hoặc đồng nghiệp. Tháng 8, đánh giá 3 sao. Vận trình công việc của nữ Giáp Tý có phần giảm sút đôi chút trong tháng này. Có lẽ đó là do một số người hơi kiêu ngạo, tự mãn, nên sẽ không tránh khỏi sự ghen ghét của một số kẻ có lòng dạ hẹp hòi và gây sự với bạn. Người tuổi Tý phải làm việc chăm chỉ trong tháng này, đồng thời cũng không nên quá tự cao. Hãy cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và làm tốt công việc của mình,
cũng như là luôn niềm nở với tất cả mọi người. Tháng 9, thời gian từ 8 tháng 10 năm 2022 đến 7 tháng 11 năm 2022 đánh giá 4 sao. Tháng 9, bạn được bao quanh bởi năng lượng tích cực cho nên mọi mặt đều rất khả quan. Về cơ bản sẽ không có vấn đề gì lớn, đặc biệt là về sức khỏe. Tháng này người tuổi Tý tinh thần phấn chấn, làm việc gì cũng dễ dàng, hanh thông, trạng thái tương đối ổn định và suôn sẻ. Tháng 10 đánh giá 4 sao. Đến tháng 10, vận trình tình cảm của bạn có thể sẽ được cải thiện. Dưới ảnh hưởng của thời tiết mát mẻ và ấm áp, những người này còn độc thân thì phải nên tăng cường đi giao lưu, đi chơi trong tháng này, đi mua sắm hoặc là vui chơi với bạn bè. Người còn độc thân sẽ có cơ hội gặp được tình yêu đích thực của mình ở những nơi như là thư viện, quán cà phê hay là rạp chiếu phim. Tháng 11 đánh giá 3 sao. Tháng này điếu khắc tinh sẽ làm tổn hại sức khỏe của bạn. Người thì ốm vặt kéo dài, người thì có bệnh cũ, tái phát. Vì vậy, người tuổi Tý phải chú ý hơn đến sức khỏe cũng như là thể chất của mình trong tháng này. Nếu cảm thấy không khỏe thì tốt nhất là nên đi bệnh viện và khám ngay lập tức. Tháng 12 đánh giá 3 sao. Điều đáng mừng là trong tháng này Giáp Tý có đối tượng có thể tranh thủ cuối năm tổ chức đám cưới. Nhưng mặt buồn chủ yếu thể hiện ở tài lộc, bởi vì càng gần Tết, chi tiêu của người tuổi Tý chắc chắn sẽ tăng cao. Bạn phải tính toán chính xác chi tiêu Tết và phong bao lì xì cho họ hàng. Tý tốn rất nhiều tiền cho Tết âm lịch. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận dài lá số tử vi cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống của mình để có thể trở nên may mắn và giàu có hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.